và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao. Amen. Chúng tôi nào đứng nấu mình nơi này. Amen. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Amen. Xe tự tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. Amen. Thật là phước hạnh khi ở trong nơi Chúa của chúng ta. Và Ngài hứa với chúng ta rằng hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Amen. Nếu ai đã nếm thử Đức Giê-hô-va thì sẽ kinh nghiệm được điều này. Chúa của chúng ta thật là tốt lành đúng không ạ? Và Chúa nói rằng sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. Amen. Và giờ này chúng ta hãy đến với Chúa với lòng cảm tạ Ngài, bởi vì mọi điều tốt lành mà Chúa Ngài đã ban cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Hallelujah. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay. Amen. Hãy hát với tất cả tấm lòng biết ơn của chúng ta.
đoái xem những người kính sợ Ngài và những người hy vọng nơi lòng nhân từ của Ngài để cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài là nguồn tiếp trợ và là cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài vì chúng tôi đã chọn tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lời Chúa Ngài khích lệ chúng ta rằng linh hồn chúng ta hãy trông đợi Đức Giê-hô-va vì Ngài chính là nguồn tiếp trợ của chúng ta. Và lòng chúng ta luôn vui vẻ ở trong Ngài. Bước với Chúa yêu thương, con không cô đơn, vui tươi trên đường. Lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu vương. Giờ này hãy cất bỏ hết tất cả những mọi gánh nặng của anh chị em. Hãy vui thở ở trong Chúa ngay trong thời giờ này. Hãy trao gánh nặng của chúng ta lên cho Ngài. Yeah.
Jehovah. Hãy dùng đàn hạt 10 giây mà ca ngợi Ngài. Và hãy hát cho Ngài một bài ca mới, hòa tấu khúc du dương, hòa với tiếng reo mừng. Giờ này hãy hòa với tiếng reo mừng của chúng ta để dâng lên cho Ngài bài hát ca ngợi Ngài. Với lòng hớt hở trong Ngài. Lòng con hát vui mừng, cùng cất tiếng vang lừng, con sẽ cùng hát vang tụng ca. Sự tuyệt vọng nhưng mà ban cho chúng ta một niềm hy vọng.
vọng vững vàng trong ngày. Giờ này hãy đến và kêu cầu danh của Ngài, hãy đến cầu khẩn danh của Ngài, vì lời Chúa nói rằng những ai kêu cầu Chúa hết lòng chắc chắn sẽ gặp được mặt Ngài. Những lời cầu nguyện trong sự khao khát, trong sự hết lòng, chắc chắn Chúa Ngài sẽ lắng nghe. Giờ này mỗi một người trong chúng ta hãy đến với Chúa với tấm lòng khao khát cầu khẩn danh của Ngài ngay trong thời điểm này.
cho lòng cảm nhận được ân cứu diệu kỳ. Nguyện lòng con đây tràn dâng Thánh Linh. Oh.
Chúa.